Hi everyone, I'm Mayan from Student Council, and today I will be visiting Mai in a heart hospital in District 10. She is our latest heart recipient. Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp với chúng mình. Chúng mình vô cùng may mắn khi được gặp bạn và làm quen với các bạn khác qua cái tổ chức nhịp tim của Việt Nam. Thì đối với chúng tôi là một anh hùng thì bạn đã thể hiện và cho thấy ý nghĩa thật sự của lòng can đảm và khả năng thích nghi. Đây không phải là lần đầu tiên bạn phẫu thuật đúng không? Lần đầu tiên mình mổ là hồi mình 4 tuổi. Lần thứ hai là lần 2016. Còn lần cuối cùng là hồi tháng 4. Thì mổ lần đầu tiên với lần thứ hai á, thì mổ còn sống với ba nó lo cho mổ hai lần đầu. Lần cuối này thì vợ chồng đã chia tay rồi, cho nên mổ lần này rất là khó khăn. Cũng nhờ sự giúp đỡ của các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho nên bé mới được mổ. Hiện nay bé cũng đã khỏe hẳn, cũng đỡ hơn lúc trước. Mục đích và mục tiêu ước mơ của bạn trong cuộc sống là mình muốn là có sức khỏe như các bạn thường sẽ có sức khỏe để đi học rồi có lo giúp cho gia đình mình. Ở trong thời gian dạy mình bạn thích làm gì? Giúp đỡ mẹ làm những công việc của họ trong nhà, chăm sóc trong em. Mấy em của bạn bao nhiêu tuổi? Em trai được 11 tuổi, còn một đứa em gái là được 4 tuổi. Mình cũng có hai em. Thì nhà trường có tặng bạn cái túi đồ. Thank you. Yes, it's been great meeting you too. Hope you are feeling healthy and can have a great return to school. Chúc bạn sẽ khỏe mạnh và quay lại trường học.